đây là bò kho, còn đây là lá giang, dùng để nhúng bò. Đây là nồi nước dừa, bỏ lá giang vô, nó rất ngọt nha. Đây là cút nướng, đây là thịt bò, dùng để nhúng với nước dừa và lá giang. Đây, nước dừa và lá giang. Tại nay ế quá, buôn bán không được, nên anh em hả kiếm mồi nhậu làm lai rai. Đây là bạn mình đang nướng cút. Còn là mồi bán không nha các bạn. Đó, thơm không? Mồi màng đã chuẩn bị xong. Lên xử thôi.